Game CP này đã update bản update 4 nha các bạn. Thì trong bản update 4 này có gì thì mình cùng với các bạn sẽ xem trong bản cập nhật của admin nha. Đây, đây là Discord admin nha các bạn thấy chưa? Đây là update 4 nè. Đó, khá là nhiều thứ mới luôn nha các bạn. Thì mình sẽ nói chuyện với các bạn sau nha. Đó, nói chung tìm hiểu với các bạn sau rồi. Ở dưới đây có code nè các bạn thấy chưa? Có hai code. Mỗi code là 10k like chấm than. Thì cái code này là sẽ giúp cho các bạn được 15 phút ít 2 kinh nghiệm và 250.000. Update 4 cũng vậy luôn. Đó, thì các bạn sẽ được có 5 phút ít 2 thôi chứ vậy cũng vậy nha nhầm. Rồi, thì tổng cộng các bạn nhập được là các bạn sẽ được 20 phút ít 2 kinh nghiệm và 250.000 belly nha các bạn. Đó, hai con này thì hiện tại mình chưa có nhập nha các bạn, tại mình đang khám phá cho bạn thấy nữa mà. Bây giờ mình mà nhập vô thì tốn thời gian mất hết 20 phút của mình đó bạn ơi. Đó là vậy. Rồi. Trong bản update này có gì? Đầu tiên đó chính là đảo mới nha các bạn. Đây đảo này. Đảo này đảo mới nha. Thì các bạn thấy ha. Thì hình như là nằm kế tổng bộ đó mày. Đó, thì các bạn là 850 thì qua tổng bộ giống mình. Thì farm từ 850 tới level 1000 là max luôn nha. Đó là mình tổng bộ. Rồi. Thì ở đây nha, đây là đảo mới nha. Thì boss mới đó chính là râu đen luôn nha các bạn, chắc chắn rồi. Hòn đảo này các bạn nhìn là biết của râu đen rồi đấy. Không có cây cối gì luôn, nhìn ám u ám mày, râu đen. Rồi thì râu đen sẽ xuất hiện ở đây đứng giữa đây nha các bạn. Thì đồ mới luôn, thì khi các bạn tiêu diệt râu đen á, các bạn sẽ có 1% rớt cái áo của râu đen các bạn. Đó, cái áo màu đen á. Bình thường cái áo râu trắng thì màu trắng, hoặc là tổng bộ ở lộn mấy của hai quân các bạn cũng màu trắng. Nhưng mà tiêu diệt râu đen thì các bạn sẽ được cái áo râu đen là sao. Rồi nha. Tiếp tục đó chính là trái quỷ mới nha các bạn. Wow. Trái quỷ mới, trái quỷ này cực kỳ mạnh luôn nha các bạn. Thì hầu hết như các bạn nào cũng có thể đoán ra được rồi đúng không? Đó chính là trái Yami Ikura nha các bạn. Đó. Chứ tự nhiên có trái Yami trước rồi giờ ra thêm râu đen làm gì đúng không? Không lẽ đánh ra trái Yami nữa, nhưng không. Đó chính là Yami Ikura nha các bạn. Đó. Thì cái trái đó sẽ không có bán trong shop nha các bạn, hình như random cũng không ra được luôn. Đó là vậy. Thì mình đọc các bạn, mình đọc sơ sơ từ trong bản admin hình như là các bạn có thể lấy được sức mạnh của trái Gura nè, mà thấy chưa nè. Đó. Các bạn có thể đánh cấp được sức mạnh trái Gura của bố già từ trái Yami nha các bạn. Đó là các bạn phải sở hữu, bắt buộc các bạn phải sở hữu trái Yami, các bạn mới có thể đánh cấp được trái Gura từ bố già. Rồi. Tiếp theo đó là gì? Tiếp theo chính là cục phiến đá nha các bạn, Bonelit. Đấy, phiến đá mình biết đọc đúng hay không nữa, thì cái phiến đá đó sẽ cho các bạn gọi là tăng cường đột biến sức mạnh của trái quỷ các bạn luôn nha các bạn, tăng cường sức mạnh trái quỷ luôn. Thì ví dụ là các bạn điều phút nè, 2000 là máu đúng không các bạn thấy nha, mình dư 85 điểm nè, mình nâng nè. Không có lên nữa đúng không? Đó. Đó, máu thì lần lượt nha. Đó 2000 thì mát rồi. Nhưng khi các bạn đạt cấp 1000 á thì xong rồi các bạn chạy tới cục đá Bonelit cho mình nè, đó thấy chưa? Cái phiến đá này nè. Đấy. Các bạn lít vào nói chuyện cho mình. Đó, thì phiến đá này á, ghi là các bạn có muốn điều ước nè, tăng cường sức mạnh của trái quỷ không nè, các bạn thấy chưa? Đó, lên 2.500 phải chưa, là mình sẽ có thể nâng cái điểm start này của mình lên tới 2.500 luôn. Đó. Nhưng mà chỉ cần, nói chung là không cần tốn gì nha các bạn, nói chung là các bạn chỉ cần level 1000 thôi, các bạn thấy chưa? Đó, cục đá này. Thì mình đọc là vậy các bạn đó. Các bạn có thể nâng điểm trái quỷ lên tới 2.500 khi mà các bạn đạt tới level 1000 nha các bạn. Wow, đã chưa? Tăng cường sức mạnh trái quỷ các bạn lên mánh luôn đấy, không đùa đâu. Rồi, thì đó là một vài thông tin của bản update lần này đó các bạn. Bây giờ mình sẽ reset giờ cho bạn xem nha. Trong shop không có bán cái ô bố già ra nữa các bạn. Từ. Bây giờ mình phải có trái Yami mới may ra mới được nha các bạn. Để bắt buồn phải có trái Yami. Đây chỗ này bán gì ạ? À đây nè các bạn, chỗ bán trái quỷ nè, đây. Đây là chỗ bán trái quỷ nha. Đây Fruit Dealer nè. Rồi nói chuyện. Đó, kéo xuống tới mát cho bạn thấy nha. Đấy, không có trái Yami Ikura nha. Thì các bạn muốn bắt buộc phải xài trái Yami này. Rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình đi giờ chỉ có random hoặc là đợi bán thôi bạn ơi. Đợi bán người với trái Yami có 500k thì cũng dễ. Đấy. Random mình không biết có thể ra được hay không nữa, khá là xui các bạn. Rồi, cho mình nghĩ là mình đã đánh bố già luôn cho bạn xem nha. Thôi mà bố già từ từ, mình chưa có Yami đánh bố già thì hơi phí đúng không? Đó là vậy. Chứ mình đi random đi ha. Rồi. Random liên tục nha. Trái Yami Pika quá trời vậy. Pika nữa bạn. Vãi, Pika cùng hàng với Yami mà không ra Yami. No, hết tiền. Ôi, bạn nhìn tiền bay màu kìa. Oh my god. Ôi, cổ 600 ngàn luôn bạn. Vãi. Random một đống luôn, cổ 600 ngàn à. Rồi, chớp nè, Suna, Pika đó bạn. Có Pika à.
Spin chớp. Rồi luôn. Không có luôn bạn ơi. Ra thêm một trái nữa được cái trái Magu rồi các bạn ơi. Vãi. Vậy là hai trái lần này mình kiếm được 500 ngàn. Ủa gì tỷ lệ ra hiếm lắm các bạn ơi. Ra mấy trái mythical khó lắm đó nha, thật sự luôn. Nè bạn thấy nè, được hai trái nè, Magu với Pika. Pika ra quá trời luôn. Pika ra cỡ 2-3 trái luôn. Vãi thật sự. Magu thì có một trái thôi nha các bạn. Ôi xui thế. Chịu rồi bạn ơi, hết tiền luôn ấy. Giờ mình chỉ có đợi bán thôi, may ra mình có thể random được cho các bạn thấy nha. Đấy. Thì sơ sơ là bản update là vậy đó. Tại mình chỉ có thắc mắc là cái áo choàng các bạn, mình đọc cái dòng kia là cái áo choàng, là mình phải có cái áo choàng mình có thể mới có thể đánh mới lấy được Jagura hay sao ấy. Hình như mình phải có áo choàng hay sao các bạn ơi. Đây các bạn đọc cái dòng này nè. Nè. Đó. Các bạn phải có được cái áo choàng các bạn mới có thể đánh cấp được Jagura hả ta? Khó gì ta? Đúng không? Đó. Vừa có phải áo choàng nè và en nè. En phải trái Yami nữa nè. Đó, bạn thấy chưa? Là phải có cái áo choàng, có thêm trái Yami mới có thể nè lấy được cái Jagura, cái Yami Jagura hả? Khó thiệt sự. Chịu á. Rồi, hiện tại là mình farm tới 850 nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái trái Phật tổ này mình quánh quá cho bạn xem nha. Đây là Marine Captain đó bạn. Nói chung là sao đứng lẻ lẻ vậy? Sao quái đứng lẻ lẻ như vậy? Trời. 1 2 3 4 bên này, 5 6 7 8 9 10. À rồi. Vậy là chia ra nha bạn, farm vậy hơi cực. Đấy. Bên này là các bạn thấy chưa, trâu lắm rồi đó. Quái bắt đầu rất là trâu luôn rồi, nhưng mà mình vẫn farm bằng cái trái Phật tổ được nha bạn. Đó thấy chưa? Mặc dù quái trâu nhưng mà vẫn farm bằng trái Phật tổ được. Rồi bây giờ các bạn qua đây farm tiếp. Đấy. Bên này phải 4 không? Bên này có 3 vậy. Cái gì mà gì kỳ vậy? Ủa? Gì kỳ vậy ta? Vãi. Vậy nếu không các bạn cứ đứng bên kia đợi spam ra farm cũng được. Gì kỳ vậy ta? À. Đó, thấy chưa? Rồi. Đây. Đấy. Đấy, cứ farm từ gì cũng được. Nhưng mà từ 850 mà tới 1000 thì farm vậy hơi cực nha các bạn. Đó. Thà quái đứng gần nha thì farm còn dễ dễ, nhưng mà quái đứng xa quá. Đó, lần có 1 cấp à. Farm vậy hơi cực nha. Hơi khó đó. Rồi. Nhận tiếp. Hiện tại là giờ chỉ có bút ha mình mới có thể farm được thôi nha các bạn, thực sự. Thì tiền lát hồi mình đánh boss thì cũng nhận lại được các bạn ơi, cũng không có khó lắm đâu. Đấy các bạn chứ còn. Ô lát bia ra nữa bạn, đây. Đây mình chạy qua râu đen cho bạn thấy nha. Ra nè. Đó râu đen ra nè. Mình nghĩ là mình bơi bộ mình có thể nhanh hơn cả đi thuyền quá thật sự. Đó bạn thấy râu đen ra chưa? Đấy. Vậy là đánh râu đen các bạn chỉ có tỷ lệ rớt ra được cái áo thôi nha mày, chứ các bạn không có cái gì ha. Đó hình như là chỉ có cái áo hay sao ấy. Mình đoán là vậy. À. Ồ. Vậy là các bạn không thể nào mà level 1000 có thể tới nói chuyện với lại cục đá được nha. Bắt buộc các bạn đánh râu đen thì các bạn hình như có 5% rớt ra được cái phiên dịch cục đá các bạn, giống như là dịch từ ngữ từ cục đá ấy. À rồi mình hiểu rồi. À vậy là không phải 1000 đâu nhá bạn. Không phải bắt không phải 1000 các bạn mới có thể tới nói chuyện với cục đá được nha, là các bạn phải tiêu diệt râu đen. Và các bạn chỉ có 5% rớt được cái mật mã các bạn, cái manh mối á, để các bạn dịch ra được cái phiến đá đó, các bạn mới nâng mát được sức mạnh, tăng cường sức mạnh nhá bạn. Giải mã đó các bạn, giống kiểu giải mã đấy. Vãi. Khó vậy. Vậy nghe không dễ ăn nhá các bạn. Vậy nãy mình nhìn nhầm rồi. Rồi mình hiểu rồi các bạn ơi. Vậy nãy mình dịch dầm nha các bạn thấy nè, đây. Các bạn bắt buộc phải có được cái cục đá Bodelic Creeper nè. Là các bạn đánh từ râu đen rớt ra nha các bạn, đó. Đây, hai điều kiện cần nè, một là cái mật mã nè, cái manh mối nè, đó. Từ râu đen 5% rớt nha các bạn và level 1000 là hai thứ các bạn mới có thể gì được. Ôi, khó nha. Vãi khó vậy. Khó nha, thì muốn tiêu diệt râu đen thì mình phải luôn thì phải bắt buộc đây rồi nhớ bạn. Giờ râu đen quánh mình cũng mấy hit mình toan đấy. Khó lắm đấy, không đồ đâu rồi, mình giờ mình quánh thử râu đen cho bạn. Ú, mình bự bằng râu đen luôn nữa bạn. Vãi. Mình cao bằng râu đen luôn nè. Rồi, quánh nha. Đó, lâu lắm nha bạn, khó lắm á. Ủa bạn, râu đen mạnh kìa. Ôi, khỏe thế. Ui, đánh lâu nha. Ủa, quánh không muốn máu luôn bạn ơi. Vãi. Không được. Khó lắm. Ở Waterland nè. Khó lắm các bạn ơi. Vãi.
Phải nhiều người quánh mày ra nha. Trâu lắm kìa. Trời ơi, trâu giả man luôn. Oh my god. Trâu đó các bạn ơi, trâu. Hình như mình đứng như này râu đen không lên được đúng không? Lên được không? À, lên được, đi lên được. À, đi lên được kìa. Đứng ở dưới thì đứng ở dưới đi. Ui da, chạy tới đục đau quá. Ui da, không được rồi các bạn ơi. Ôi, vậy là phải có nhiều người mới đánh được nha các bạn. Đánh không nổi đâu. Trâu lắm, râu đen trâu nữa. Ồ, trâu lắm nha các bạn. Rồi, thôi bỏ. Wow. Vậy là mình phải level 1000 mới ra nha các bạn. Hoặc mình sở hữu mấy cái trái quỷ mà mình mạnh hơn một tí. Rồi đi, mạnh quá. Thôi, chạy, đừng. Đừng dí nữa, bỏ. Rồi, thì mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây nha các bạn. Thì các bạn thấy cho xin một like, subscribe của mình nha, để mình có động lực cập nhật clip hay nữa ha. Thì đó là những gì mà mình tìm hiểu được trong bản update lần này đấy. Thì có chỗ nào mà sai thì các bạn comment bên dưới và gọi là chỉ mình lại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cô Gia Thi, bye bye.